một chiếc lồng mi che già chân gạch để cho tất cả các anh em sở hữu chiếc lồng này nhá. Đây chính là mẫu lồng mi che già chân gạch này. Toàn bộ cái phần chân này thì được triện gạch nhá. Anh em để ý là những cái chiếc lồng mà che già thì sẽ là có những cái phần mắt che màu đen như này này. Thì lồng nó sẽ già và nó sẽ bền lồng hơn nhá. Đây, lồng mi che già chân gạch sàn này là sàn gỗ mít này. Size của lồng là 36cm. Chiếc lồng này thì bên em có thiết kế cả cái phần cửa phụ nữa. Đây, size 36 này. Đấy, combo sẽ đầy đủ phụ kiện cho anh em gồm móc đồng này, bầu bì tre này, cầu triện laser này, cóng và áo lồng cho anh em nhé. Và duy nhất trong ngày hôm nay với giá là 1.390.000 đồng là combo đủ phụ kiện cho anh em. Số lượng thì có rất là ít thôi ạ. Anh em lên đơn thì tranh thủ đặt hàng nhé. Chiếc lồng này thì sẽ thiết kế là sàn hộp. Đấy, cái sàn hộp này thì anh em xoay và vệ sinh rất là tiện. Đấy, sàn hộp thì nó sẽ tiện hơn cái phần sàn thùng nhé. Size 36cm. Đấy. Chiếc lồng này, đấy, combo đầy đủ phụ kiện cho anh em móc đồng này, bầu bì tre này, cầu cóng và áo lồng. Chọn bộ về cho anh em chỉ việc chơi thôi, 1.390.000 đồng nhé. Nếu anh em yêu thích và thấy chiếc lồng này phù hợp thì hãy liên hệ ngay với siêu thị Lồng Chim để sở hữu. Và nhớ follow kênh để cập nhật thêm các mẫu lồng mới tại siêu thị Lồng Chim nhé.